Một tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải là kích ứng da. Tình trạng này có thể không giảm bớt và khó kiểm soát, nhưng bạn có thể làm một vài việc giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Những vết chai, phồng rộp và phát ban có thể xuất hiện trên bàn tay và bàn chân của bạn. Kiểm tra các vị trí này trước khi điều trị là việc quan trọng để xác định những chỗ phát ban mới. Nếu bạn muốn loại bỏ những vết chai, cần thực hiện trước khi điều trị chứ không nên làm trong quá trình điều trị. Mang tất và găng tay bằng vải cốt tông và tấm lót chân chống sốc có thể giúp bạn bảo vệ bàn tay và bàn chân của bạn khỏi bị tấy đỏ, và cố gắng tránh đi dép sỏ ngón và giày cao gót nếu có thể. Nhiệt độ cao là yếu tố gây kích ứng, vì vậy tốt nhất là tránh tắm bằng nước quá nóng, tắm thường xuyên hoặc quá lâu. Khi tắm, sử dụng xà phòng hay là sữa tắm ít chất tẩy giúp làm dịu da. Ngược lại, những loại có chất tẩy mạnh hoặc chứa cồn có thể gây kích ứng da. Hãy thử dùng kem có chứa ure dành cho da khô hoặc kem chứa tinh dầu bạc hà dành cho da bị ngứa. Phải luôn bảo vệ da chống tia cực tím. Bạn hãy hỏi bác sĩ điều trị về các tác dụng phụ liên quan đến da và móng thường gặp trong các thuốc đang dùng và có thể làm gì thêm để dự phòng. Nếu bạn bị phát ban hoặc ngứa nặng hơn thì bạn cần đến khám bác sĩ da liễu và thông báo cho bác sĩ điều trị của bạn.